Xin chào quý bậc phụ huynh, quý thầy cô và các em học sinh thân mến. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong tiết số 3, bài 51, diện tích của một hình cm vuông. Sách giáo khoa môn toán lớp 3, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Trên kênh của chúng mình thì ba bộ sách thầy đều đã làm rất là chi tiết. Hãy tìm theo bài, theo trang, theo bộ sách để chúng mình học kem nhé. Bây giờ thì mời kem mở sách ra trang số 29 nào. Rồi ta sẽ đến với bài 1 này. Người thì yêu cầu là tính theo cái mẫu. Như vậy mẫu ở đây, kem quan sát ở câu A trước này. Mẫu người ta cho này 2 cm2 cộng 3 cm2 bằng 5 cm2. Như vậy mình quan sát ở đây này, chúng ta chỉ cần cộng cái phần gì thôi, phần số này, 2 cộng với 3 thì bằng 5, đơn vị là cm2, giữ nguyên. Dễ không? Dễ đúng nào. Rồi bây giờ áp dụng cái mẫu này, chúng ta sẽ làm các phép tính của câu A. 37 cm2 cộng 225 cm2. Như vậy mình chỉ việc cộng phần gì? Phần số. Đơn vị đây là cm2 này nhá. Đúng không? Vậy kem cộng 37 cộng 25. Đây toán lớp mấy? Toán lớp 1. 7 cộng 5 bằng 12. Viết 2 nhớ 1. 3 thêm 1 là 4. Vậy thì 4 cộng 2 bằng 62. Dễ không? Rồi, câu B. 50 cm2 trừ 12 cm2. Đấy. Như vậy thì mình thấy ở đây cũng đơn vị là gì? cm2. Chúng ta chỉ việc lấy 50 trừ 10, 12. 10 trừ đi 2 thì bằng mấy? 8 này. 5 trả 1 còn 4 nữa thì 4 trừ 1 sẽ bằng 3. Ok. Rồi, sang đây, các em quan sát mẫu của câu B. 5 cm2 nhân 2, tức là 5 này được gấp lên mấy? 2 lần. 5 nhân 2 bằng 10, đơn vị là cm2. Rồi, vậy thì đến đây các em có thể là 15 cm2 nhân cho 4, tức là gấp lên 4 lần. Rồi các em có làm được không? À, đơn vị đây là cm2 rồi. 15 x 4, 5 x 4 20, viết 0 nhớ 2. 1 x 5 là 5. 1 x 4 là 4, 4 thêm 2 bằng 6. Ok. Rồi tương tự câu B. 56 cm2 chia cho 7. 56 cm2 chia cho 7. Như vậy mình sẽ thấy đơn vị 56 chia 7 bằng 8 cm2. Dễ không? Rồi, xong nhá. Sang bài 2. Cánh diều màu đỏ có diện tích là 900 cm2. Này, cánh diều màu đỏ này. Cánh diều màu vàng thì có diện tích là 880. Tức màu vàng đây, 880 cm2. Hỏi diện tích cánh diều màu đỏ hơn diện tích cánh diều màu vàng bao nhiêu? Wow, dễ như là ăn kẹo, đúng không? Bài này thì đưa cho các em lớp 1 nó cũng làm được thôi, đúng không? Chỉ khác mỗi cái là chúng ta học lên lớp 3 thì có phần đơn vị. À, như vậy mình sẽ trả lời ngay và luôn nhá. Diện tích cánh diều màu đỏ. Diện tích dựa câu hỏi, các em viết lời giải. Cánh diều màu đỏ làm sao hơn diện tích cánh diều màu vàng hơn diện tích. Đấy, diện tích
cánh diều màu vàng là. Được chưa? Các em sẽ lấy gì? Diện tích của cánh diều màu đỏ 900 cm² trừ diện tích của cánh diều màu vàng 880 cm². Rồi chúng ta trừ thôi. Trừ được không? Đừng có nói là không trừ được nhá. 900 - 880 này, 0 - 0 thì bằng 0 này. 10 này, 8 thì bằng mấy? Bằng 2, đúng không? Đấy, 9 trả 1 còn 8, 8 trừ 8 bằng 0. Như vậy thì chỉ là gì? 20 cm gì? Vuông. Phần nào có phép tính thì đơn vị chúng ta bỏ trong ngoặc. Nhớ đấy, đừng bao giờ quên nhá. Đáp số 20 cm². Rồi, như vậy thì chúng mình đã hoàn thành được cái bài này các em nhé. Đừng quên là chia sẻ kênh cũng như video của chúng ta cho thật là nhiều bạn đang học chung lớp, ngồi chung bàn với mình các em nhé.